Để một hệ thống âm thanh chúng ta được hay thì một sound main chúng ta cần có một những kinh nghiệm, rồi là một cái tai sạch. Tai sạch ở đây là gì? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng có thời gian rảnh rảnh một xíu, cho nên là mình cũng tranh thủ mình làm clip để mình giải đáp một số thắc mắc của mấy bạn có hỏi mình là tần số giữa loa full và loa sub nên cắt như thế nào để cho nó phù hợp. Thì clip mình muốn làm để là chia sẻ tới mọi người, những quý vị nào chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể xem vào đây để chúng ta làm sao cho nó đúng. Còn quý vị nào chúng ta biết rồi, chúng ta chuyên sâu rồi, chúng ta có những cái kinh nghiệm, những đóng góp, những ý kiến hay thì chúng ta có thể comment ở dưới để chúng ta trao đổi, chúng ta nắm thêm về kiến thức về lĩnh vực về âm thanh. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì mình sẽ mời mọi người chúng ta vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Ok, mời mọi người chúng ta nhìn vào màn hình ha. Thì trước mặt mọi người đây là phụ tần của loa full, và màu xanh là phụ tần của loa full và màu đỏ là phụ tần của loa sub. Các tần số mọi người nó sẽ tùy thuộc vào vấn đề là loa chúng ta đang sử dụng là kích thước như thế nào. Ví dụ như là loa chúng ta đang sử dụng loa 3 tấc đánh có khả năng đáp ứng những dải tần số thấp tốt thì mình sẽ cho nó đánh ở tần số đâu đó là từ 8-15Hz trở lên. Đó, nó sẽ tùy thuộc vào loa chúng ta, ví dụ như loa chúng ta ở 4 tấc hoặc loa chúng ta 2 tấc rưỡi. Ví dụ loa 2 tấc rưỡi thì chúng ta sẽ cho đánh ở đâu đó là khoảng tầm là 90 lên tới 100 và 100Hz trở lên. Đó. Và cái tần số này là tần số mình muốn cắt là để sử dụng cho loa sub 4 tấc và loa full 3 tấc mọi người. Thì như vậy thì loa sub thì mình sẽ cắt là từ 85Hz trở lên. Tức là nó sẽ giao thoa điểm chính là ở từ 85Hz. Tuy, ví dụ như chúng ta làm pha tốt hơn nữa, những cái dòng loa nó có thể đáp ứng được tần số đâu đó là từ 50Hz trở lên, loa full chúng ta á, thì chúng ta có thể cắt sâu xuống một chút đó, cho nó chồng hạn lên nhau luôn. Điều kiện chúng ta phải làm pha thật tốt mọi người ha. Đó. Thì mình bây giờ thì mình muốn nó cộng hưởng thì bây giờ mình sẽ cắt là từ 85Hz trở lên thôi. Rồi. Khi cắt như vậy thì nó sẽ như thế nào? Khi cắt như vậy thì với trường hợp mà chúng ta làm pha tốt thì lúc đó âm thanh của chúng ta nó sẽ cộng hưởng lên tới đâu đó là từ 5 tới 6 decibel. Đó. Có hay không mọi người? Đó, âm thanh chúng ta nghe chúng ta nó sẽ áp lực hơn, nó sẽ lớn hơn. Đó, nghe sẽ chắc và rõ hơn. Và đây là cái đáp tuyến mà mình đo được mọi người ha. Thì khi mình cắt như vậy và mình làm pha đúng thì mọi người nhìn vào cái phần màu đỏ đây mọi người. Mọi người chúng ta sẽ thấy nó tăng được đâu đó. Mọi người chúng ta sẽ thấy được rằng nó tăng đâu đó là 5 decibel đó mọi người. Đó, từ 5 tới 6 decibel. Đó. Và cái phần màu xanh đây là cái phần mà mình chưa làm pha thì nó bị triệt tiêu, nó xuống âm xuống tới là sắp xỉ đâu đó là từ âm 5 decibel. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn vào cái sơ đồ này thì mọi người chúng ta cũng sẽ thấy được là khi chúng ta làm pha đúng thì sự cộng hưởng của nó sẽ như thế nào. Đó. Nhưng ngoài ra nữa thì khi các cái tần số ở khi chúng ta làm pha đúng thì nó sẽ cộng hưởng là tần số ở 80Hz cho lên tới là 120Hz. Đó. Nó cộng hưởng lên, nó âm thanh chỗ này nó lớn hơn thì nó cũng sẽ dễ làm cho micro của chúng ta nó bị ù bị hú. Đơn giản thôi mọi người. Micro chúng ta bị ù bị hú thì chúng ta chỉ cần là vào cái phần equalizer của micro, chúng ta nấn equalizer nó xuống một chút thì nó sẽ ok thôi. Bởi vì thông thường là micro thì chúng ta sẽ lấy tần số đâu đó là cho nó đáp ứng là từ 80Hz cho lên tới là 10kHz. Cho nên là vấn đề chỗ này nó cao hơn thì chúng ta không có quan trọng tới vấn đề micro bị ù bị hú hay ở những cái điểm này. Đó là cách mà mình thường hay xử lý.
Rồi, còn một vấn đề nữa. Khi các bạn mà chưa nắm về vấn đề làm pha, chúng ta chưa quen làm pha, thì chúng ta sẽ cắt cho mình theo một cái dạng khác. Thì loa full mình, loa sub mình sẽ để là 85. Và loa full mình sẽ cho nó đánh lên tới là 120Hz luôn mọi người. Đó. Rồi, mọi người nhìn vào đây. Khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta cứ lầm tưởng rằng là cắt xa như vậy thì cái đoạn chỗ này mọi người thấy này, nó bị thấp xuống, âm xuống tới là 6 dB. Thì chúng ta khi chúng ta nhìn, chúng ta cứ nghĩ được rằng là cắt như vậy thì âm thanh chúng ta nó sẽ bị âm xuống 6 dB. Nó không phải đâu mọi người. Chúng ta có nhìn thấy được cái chân không? Đó, hai cái chân nó giao thoa với nhau. Thì như vậy nó sẽ cộng hưởng lên, nó sẽ làm bằng tần số. Đó, băng tần của chúng ta nó sẽ phẳng. Đó. Chứ nó không có bị là tụt xuống như mọi người nhìn vào cái biểu đồ mình cắt đây đâu mọi người ha. Mọi người cứ dùng mic đo mọi người thử test xem nó có bị tụt xuống hay không. Đó. Âm thanh nó không phải như là một cái bức tường hoặc là như một cái đống gạch chúng ta xếp thẳng lên nhau. Đó. Nó không phải như vậy đâu mọi người. Chúng ta xếp hai bức tường cách nhau thì nó là cách nhau đâu mọi người. Đó, nó khác, nó không phải như vậy. Mà nó sẽ có sự cộng hưởng bởi vì nó đang còn một cái chân đây nữa. Đó. Thì cắt như vậy á thì cái hại ở đây có nghĩa là nó sẽ không cộng hưởng được nhiều như khi chúng ta cắt chéo với nhau, cắt chồng lên nhau. Nhưng mà lại không bị giảm đi cái tỷ lệ bị triệt tiêu pha, bị đạp pha. Còn khi chúng ta cắt chồng chéo lên nhau thì đòi hỏi chúng ta phải làm pha đúng thì nó sẽ có sự cộng hưởng là ok. Nhưng mà cái hại nếu như chúng ta làm pha không đúng mọi người thì nó sẽ bị triệt tiêu xuống âm tới 5 tới 6 dB. Mà ngoài ra nữa nó còn làm âm thanh của chúng ta nó bị nhạo, âm thanh của chúng ta nghe không được hay, không được tròn trịnh. Đó là cái mặt lợi, mặt hại mọi người. Rồi thì mình sẽ nói thêm một chút nữa về mic đo. Mic đo nó không phải là một thứ gì thần thánh mà như chúng ta thường nhầm tưởng đó mọi người. Chúng ta có nghĩ là sử dụng mic đo mà âm thanh nó sẽ hay. Mic đo nó giúp cho chúng ta cân bằng âm thanh, giúp cho hệ thống của chúng ta được an toàn. Và ngoài ra nữa nó giúp cho âm thanh của chúng ta được cộng hưởng, chứ nó không giúp cho âm thanh của chúng ta được trong trẻo, được sạch sẽ, nghe được êm dịu, được hay đâu mọi người. Mic đo nó không làm được chuyện đó. Cân bằng âm thanh ở đây là gì? Có nghĩa là khi trong một cái căn phòng của chúng ta nó bị triệt tiêu, nó bị một, vì một cái vật gì đó mà nó bị làm triệt tiêu đi một cái số tần số nào đó. Đó, hoặc là nó cộng hưởng với một cái gì đó, nó làm cho cái tần số đó bị nhô lên quá là cao. Đó, thì mic đó nó giúp chúng ta cân bằng cái tần số để cho âm thanh chúng ta nó được hoàn thiện, nó được an toàn. Và ngoài ra được mic đo nó giúp chúng ta là làm pha. Khi chúng ta sử dụng mic đo để chúng ta làm pha thì cũng rất là chính xác, rất là ok. Thì khi chúng ta làm pha đúng thì mic đo nó sẽ giúp, nó sẽ làm hệ thống của chúng ta nó sẽ tăng được decibel của âm thanh lên, tăng cường độ âm thanh lên, rất là ok. Đó là cái vấn đề của mic đo. Ví dụ như là trường hợp mà chúng ta đang sử dụng một hệ thống âm thanh rất là mắc tiền, nằm mua đâu đó là 100 đến 200 triệu mọi người. Mà tại sao nghe không hay, nghe không ok, nghe còn thua những bộ âm thanh 5-60 triệu. Thì đó là liên quan tới vấn đề là setup, tuning hệ thống. Thì mic đo nó giúp cho chúng ta tuning hệ thống được chính xác hơn. Đó là cái lợi của mic đo. Chứ không phải là chúng ta lấy cái phổ tần của một hệ thống âm thanh mắc tiền, xịn sò, rồi chúng ta ném qua bên hệ thống, một hệ thống âm thanh rẻ tiền. Chúng ta cố gắng chúng ta nấn equalizer làm sao cho được giống như phụ tần của loa mắc tiền để cho làm cho nó hay. No, không được đâu mọi người ha. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần nên biết. Để một hệ thống âm thanh chúng ta được hay thì một sound main chúng ta cần có một những kinh nghiệm, rồi là một cái tai sạch. Tai sạch ở đây là gì? Có nghĩa là sound main thường xuyên được nghe những hệ thống âm thanh mắc tiền, xịn sò. Đó, họ có một cái lỗ tai sạch và những cái kinh nghiệm, thì khi đó thì họ sẽ nấn equalizer được ở một mức độ nào đó, họ sẽ nấn được là tương đối là ok. Đó là cái vấn đề của hệ thống âm thanh. Rồi thì clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì hãy cho mình một like, share và subscribe.
Thực chất thì clip thì mình muốn làm là để là chia sẻ tới mọi người thì một cái số kiến thức về âm thanh để mọi người chúng ta được nắm rõ hơn, và cũng như giải đáp một số yêu cầu của mấy bạn đã có hỏi mình. Xin chào tất cả mọi người.